Rồi, xin chào các bạn. Mình là Hải Vũ. Và hôm nay Hải Vũ cũng rất là may mắn đang được anh Đường, chủ chủ của khu vườn này đây các bạn, dẫn vô tham quan một số cây. Và trước mặt chúng ta đang có một vườn cây mai cỡ lớn các bạn, rất là nhiều. Mình thấy vườn cây này toàn là cây khủng không các bạn. Quay lên cho các bạn xem và chiêm ngưỡng về một số cây mai ở đây ở Quảng Nam. Ở đây là núi Thành Quảng Nam các bạn. Vườn cây ở đây chơi khá là nhiều cây lớn các bạn xem, và chúng ta sẽ đi tham quan một số cây. Mời các bạn tham quan cùng Hải Vũ. Đây, trước mặt chúng ta đang có một số cây tầm cỡ năm mét các bạn, rất là nhiều. Và chắc khu vườn này thì Hải Vũ cũng làm nhiều clip vì một số cây quá đẹp. Ở đây là cây mai các bạn, cây mai trước mặt chúng ta, cây này cao tầm khoảng 5 mét, có bóng tàn rất là nhiều các bạn xem. Và nhà vườn này mình thấy dường như là rất là nhiều cây đẹp đó các bạn xem lại. Và khu vườn này chắc Hải Vũ sẽ làm nhiều clip để cho các bạn xem và tìm hiểu về một số cây rất là đẹp, và tìm hiểu và chiêm ngưỡng các bạn những cây mai khủng ở đây. Và đây các bạn, đây cũng là cây mai, tất cả đều là cây mai hết, là dòng mai xanh đó các bạn, thanh mai. Những cây này có hành đế dường như là trên 100 hết các bạn, trên 100 hết, hành đế và hành thân cũng vậy các bạn. Và các bạn từ từ chiêm ngưỡng các bạn về số cây ở đây khá là nhiều, và mình cũng quay từng cây cho các bạn tìm hiểu và chiêm ngưỡng cho vui. Những cây thấy ở đây gốc đế và tai cành khá cao to. Và các bạn hãy nhớ đăng ký ủng hộ Hải Vũ và để xem tiếp những cây tiếp theo trong clip này, clip khác các bạn, vì nhà vườn này khá là nhiều nên Hải Vũ làm nhiều clip. Các bạn xem tổng quan lại các cây. Và dường như mình thấy thì tất cả là đều là mai xanh hết các bạn, chưa thấy cây hồng diệp nào hết. Và trước mặt chúng ta cũng đang có một cây với bộ gốc đế khá là to, cây này tầm khoảng 100 hết các bạn, 100 trở lên. Và cây này các bạn xem lại cái tay cành.
khá là nhiều mây to các bạn. Tại vì mình quay những cái cảnh gần thì nó hơi tối, nên các bạn nhìn chung là hơi khó nhìn. Rất là nhiều mây lớn. Và những cây mai này đều có hành đế khá là lớn, trên 100 hết các bạn, hành đế và hành thân, các bạn xem, và có chiều cao tầm khoảng 5 mét 6 mét. Vườn cây này rất là rộng và sở hữu toàn là cây lớn không các bạn. Clip này thì tới đây thì mình đi tổng quan đi. Mình đi tổng quan xem cây nào đẹp thì mình quay cho các bạn xem. Thì cũng quá là nhiều cây đẹp và cây lớn. Các bạn xem lại cái bộ đế của cây mai này. Cây này có chiều cao tầm khoảng 5 mét các bạn. Và dường như bộ đế này tầm khoảng 150 các bạn, 150 hơn. Các bạn xem. Và còn rất là nhiều cây có bộ đế to như thế này nữa. Và đây là một cây mai phôi. Mình thấy có bộ đế khá là to. Ta xem bộ đế cây này. Cây này hành đế tầm khoảng, theo mình đoán thôi các bạn, tầm khoảng hơn 150. Các bạn xem lại. Bộ đế khá dữ các bạn ơi. Quá đẹp và quá đẳng cấp. Và cây này nó đang có một cái dáng bay rất là hay. Toàn bộ là mai xanh hết các bạn, thanh mai hết. Và dường như có bộ đế cũng khá là to, trên 100. Và có tay cành này các bạn. Tay cành đều to bằng cái bắp đùi mình rồi các bạn, khá là to này.
các bạn nhìn, vườn này khá là nhiều cây lớn và mình sẽ làm nhiều clip trong khu vườn này để cho các bạn xem và tìm hiểu cho kỹ về một số cây ở đây, tìm hiểu và thưởng thức các bạn. Và rồi clip này thì Hải Vũ tạm dừng ở đây để Hải Vũ làm nhiều clip khác để cho các bạn dễ tìm hiểu. Và nếu các bạn muốn giao lưu hay là tham khảo thì hãy điện thoại trực tiếp cho Hải Vũ. Hải Vũ sẽ hỗ trợ số điện thoại của anh Đường cho các bạn. Anh Đường cũng là một nhà vườn chơi khá là nhiều cây đẹp. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip này. Xin chào và hẹn gặp lại. Hãy nhớ nhấn nút đăng ký và chia sẻ để mọi người khác cùng xem và cùng chiêm ngưỡng nha các bạn. Cảm ơn các bạn.